Lộ trình thăng tiến của một graphic designer sẽ như thế nào? Khi nhắc đến graphic design thì các bạn thường nghĩ đây là một công việc rất là thoải mái, công việc rất nghệ thuật, công việc tự do, làm freelance nay đây mai đó, nó sẽ là công việc mà không có lộ trình thăng tiến. Thì thật ra các bạn đã nhầm. Cũng như các ngành nghề khác thì graphic design cũng có lộ trình thăng tiến, và sau đây thì mình sẽ đưa ra 4 cấp độ như sau. Cấp đầu tiên là graphic design junior. Ở cấp này thì các bạn gần như không có kinh nghiệm, là những bạn sinh viên mới ra trường. Và đặc thù công việc của nhóm này thì gần như là bảo sao làm nấy. Cũng vì là chưa có kinh nghiệm, thế nên là các bạn chưa thể tạo ra được những cái ấn phẩm có mức độ khó và mức độ quan trọng của riêng mình. Cấp độ tiếp theo đấy là graphic design midway. Thì ở cái cấp này thì bạn đã là người có kinh nghiệm từ 1 cho đến 3 năm, gọi là có thể tạo ra được những cái thiết kế của mình. Tuy nhiên là mức độ chịu trách nhiệm của bạn về mặt hình ảnh của dự án vẫn chưa cao. Cấp độ thứ 3 đấy là graphic design senior. Thì ở cái cấp độ này các bạn đã có từ 3 cho đến 5 năm kinh nghiệm, và các bạn phải chịu trách nhiệm lên ý tưởng và tự thực hiện những cái ấn phẩm của mình. Thậm chí ở cấp độ này thì bạn có thể hoàn toàn phân việc cho những bạn cấp thấp hơn mình. Cấp thứ 4 và cũng là mapping thì là các bạn sẽ lên quản lý. Tên gọi cho cấp bậc này thì có nhiều lắm: Graphic Design Manager, Art Director hoặc là Creative Director. Ở cấp độ này thì các bạn đã có kinh nghiệm từ 5 cho đến 7 năm, và các bạn gần như là phải lên ý tưởng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả về mặt hình ảnh của một dự án hoặc là một sự kiện, một chương trình. Đổi lại thì ở cấp độ này gần như các bạn sẽ không phải tự tay làm những cái công việc chi tiết cho ấn phẩm, mà các bạn hoàn toàn có thể là truyền đạt ý tưởng và giao nó cho nhân viên của bạn. Các bạn khi mà càng lên cấp độ cao ấy, bạn sẽ làm việc với ý tưởng nhiều hơn. Vậy nên là đối với mình thì tư duy thiết kế cực kỳ quan trọng, và sau đó mới đến là công cụ phần mềm.